chỗ mình ở đó, tuyết rơi nhiều lắm cả nhà ơi. Snow rơi cả nhà coi nè. Không, rơi trắng xóa luôn. Này giống như bão tuyết vậy cả nhà ơi. Tuyết rơi nhiều vậy mà tự nhiên trong người lại thèm bấm chân cả nhà ơi, mà không đi chợ được nữa. Thì bây giờ lục tủ lạnh ra là có gì làm đó thôi, cho nên trong nhà mình vẫn còn một hũ mắm 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 lóc đồng á cả nhà. Thì mình lấy thịt ra mình làm mắm chưng bữa nay ha. Bây giờ mình đi cắt hành, mình cho cả nhà xem cái hành mà mình trồng ở trong nhà nha. Hồi bữa mình đâu có biết, mình cứ tưởng trời lạnh là nó không sống được, ai ngờ mình đem vô nhà mình ghim thử, ai ngờ nó lên nè cả nhà coi nè. Thấy thương ha. Bên đây chậu nữa nè, cái này ở ngoài sau nhà mình á, cái chỗ này nó có nắng đó, mình mới ghim được 2 ngày mà nó lên, thương không? Bây giờ mình sẽ cắt cái cây này ha. Nó lên nè, thương ha. Cái nhà coi ở ngoài trời của mình tuyết còn rơi ghê hồn không? Chỗ này mình đang ghim rau răm nè cả nhà, mình phải để trong nhà nha, để ngoài sân nó chết. Nó đang lên được phúng phúng rồi đó. Cái này mình đã làm sẵn hết rồi nha cả nhà, cái này thịt xay, cái này là mắm lóc đồng mình đã xay nhuyễn, cái gia vị thì một xíu đường, một xíu bột ngọt, xíu tiêu đó, hành, tỏi, ớt và trứng. Cái tùy theo cái loại mắm mà mình nêm gia vị. Cái mắm này thì mình bình thường mình ăn nó, mình chỉ cần nêm tí xíu đường nữa là nó vừa ăn rồi cả nhà, cho nên mình không cần nêm muối mà cũng không cần nêm đường nhiều. Đây là bột ngọt, tí xíu bột ngọt, tí xíu đường, tí xíu tiêu ha. Cuối cùng là trứng. Trong tủ lạnh mình còn cái đu đủ, mình lấy ra mình làm món gỏi đu đủ luôn cả nhà.
Hello cả nhà ơi, mình vừa làm xong món gỏi đu đủ tôm thịt cộng với lại mắm chưng. Cái mắm này là mình sử dụng mắm mắm lóc đồng á cả nhà. Thì ăn kèm với rau dưa chuột ha. Và mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Mình ăn thử miếng gỏi nha. Cái gỏi này mình làm chung với thịt nạc với lại tôm khô á cả nhà. Gia vị mặn, ngọt, chua, cay, rất là vừa miệng, rất ngon. Ra cái mắm chưng với lại cái chả trứng nhìn giống nhau hết cả nhà ha. Nè. Nhìn giống nhau kia nhưng mà ăn cái mùi vị này nó hơi khác. Nha, thơm cái mùi mắm. Cái này là lần đầu tiên mình dùng mắm đồng để mà làm mắm chưng á cả nhà, mình hay dùng mắm linh nhưng mà mình try thử tại vì mình không có đi chợ được, tuyết rơi snow á thì mình dùng cái mắm mà mình đang có sẵn ở nhà đó thì mình chưng, không ngờ nó lại ngon, rất là ngon luôn cả nhà. Nó không có mặn nhiều, nó vừa đủ.
làm thử hai món này ăn đi. Mình ăn mình thấy rất là ngon luôn đó. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Mình xin ngưng cái video tại đây nha. Nếu thấy thích thì nhớ đăng ký ủng hộ share hết mình ha. Cảm ơn cả nhà lần nữa rất là nhiều. Chúc cả nhà thật có một ngày thật là nhiều sức khỏe và bình an nha. Bye bye.